Chào các bạn. Tiếp theo thì mình xin hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cái cảm biến vân tay ở phía sau cái thiết bị HTC Desire 10 Pro này để sử dụng chức năng là chụp ảnh selfie, nghĩa là tự sướng. Đầu tiên thì các bạn muốn sử dụng được cái phím chức năng này ở phía sau, nghĩa là phím cảm biến vân tay này để chụp ảnh, không cần chúng ta phải bấm ở trên màn hình, thì các bạn giúp mình là đầu tiên là vào trong một giao diện menu ở trên máy. Đầu tiên là menu. Rồi trong menu này thì các bạn tìm giúp mình thấy cái mục có tên là cài đặt, bấm lên cái mục cài đặt. Rồi trong mục cài đặt này thì các bạn vuốt xuống tìm giúp mình tới cái mục đó là máy quét vân tay và bảo mật. Rồi chọn lên mục máy quét vân tay bảo mật. Rồi đánh cái mã pin nếu các bạn đã đặt rồi. Tiếp tục thì trên đây nó sẽ có một cái mục là chạm để chụp ảnh selfie. Thì cái này hiện tại là nó hướng dẫn cho chúng ta là chạm vào máy quét vân tay, cái dấu vân tay của mình để mở ứng dụng để chụp ảnh selfie. Có nghĩa là ở phía sau đây nó có cái máy quét vân tay đây, thì chúng ta chỉ cần phải nó có hướng dẫn luôn các bạn nha. Đây, cái này hiện tại là mình đã thiết lập rồi thì không cần phải thiết lập qua, là hủy qua nó đi. Rồi sau đó các bạn tích chọn vào. Rồi khi mà các bạn tích chọn vào rồi thì cái máy quét vân tay phía sau chúng ta sẽ thành cái giống như là một cái nút chụp ảnh khi mà chúng ta chụp ảnh bằng camera trước. Rồi mình sẽ thử cho các bạn luôn nha. Đầu tiên là mở cái máy ảnh lên. Rồi bạn thấy là trên cái máy ảnh nó sẽ hiển thị lên. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái dấu vân tay ở phía sau này. Rồi mình sẽ đặt cái ngón tay của mình lên. Đây, các bạn thấy là khi các bạn đặt cái ngón tay lên, rồi cái số này nó bắt đầu đếm và đọc nó chậm. Rồi để lên, rồi để lên cái dấu vân tay phía sau lại, camera của chúng ta nó tự động nó đếm thời gian 2:10 là bắt đầu chụp các bạn nha. Và như vậy là chúng ta đã thiết lập xong cái việc là sử dụng cái máy quét vân tay ở phía sau trên máy HTC Desire 10 Pro này để chụp ảnh selfie, bằng cách là chúng ta chỉ cần bấm lên để ngón tay lên cái dấu vân tay thôi là tự động nó sẽ sử dụng, nó chụp lại, không cần chúng ta phải bấm lên màn hình hay là sử dụng các phím tắt ở trên đây hết. Rồi vậy là thiết lập xong cái việc là sử dụng cái máy quét vân tay để chụp ảnh bằng camera trước. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video clip.